Thưa quý vị, vùng đất Nạm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, nơi tang thương trong cơn lũ dữ vào tháng 8 năm 2017 vừa qua, giờ đây đang hồi sinh với hàng trăm ngôi nhà tái định cư mới. Các trường học cũng đã nhanh chóng khắc phục khó khăn để có thể đảm bảo công tác dạy và học cho học sinh. Vâng, và xuân đến, Tết thì đã cận kề. Dù còn rất là nhiều vất vả, thiếu thốn, nhưng những học sinh vùng cao vẫn đang háo hức chờ đón một cái Tết đoàn viên, ấm cúng bên những người thân của mình. Buổi học của thầy và trò trường trung học cơ sở Nạm Păm trước kỳ nghỉ Tết dài ngày. Dù còn nhiều thiếu thốn, khó khăn, nhưng với học sinh vùng lũ Mường La, Tết vẫn vô cùng đặc biệt. Khuôn mặt đứa trẻ nào cũng hiện rõ niềm vui sướng. Tết là một ngày may mắn cho gia đình của cháu, để cho gia đình của cháu sum họp đầy đủ với nhau và vui cười. Kế hoạch Tết của cháu năm nay là đi thăm ông bà, chúc Tết tất cả mọi người này và chơi các trò chơi ở vàn, ở xá. Tết mang lại là những ấm no, hạnh phúc về cho cháu. Và những hành động của cháu trong Tết là đi thăm ông bà, gói bánh chưng và chúc Tết đến mọi người trong bản ạ. Tại trường tiểu học Nạm Păm, cứ đến giờ ra chơi là một góc trường lại rộn vui những bài hát về mùa xuân, về Tết. Các em học sinh đang tranh thủ tập luyện để biểu diễn trong buổi tổng kết cuối năm trước khi về nhà nghỉ Tết. Năm mới, em xin chúc các thầy cô và các bạn mạnh khỏe và các bạn học sinh chăm ngoan học giỏi. Vườn trường Pì Mã ở Hà Nội. Năm mới, em xin chúc các thầy cô và các bạn học giỏi, mạnh khỏe. Chúc các bạn học sinh luôn luôn chăm ngoan, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Năm nay, học sinh tại Nạm Păm sẽ được nghỉ Tết khoảng 10 ngày. Để giúp đỡ học sinh nghèo, nhiều trường còn tổ chức quyên góp, trao những phần quà Tết để các em được vui xuân, đón Tết ấm cúng bên gia đình. Cùng với các tổ chức khối đoàn thể trong nhà trường, đi thăm hỏi động viên gia đình cán bộ giáo viên trong nhà trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Giải quyết tốt tất cả các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước cho cán bộ giáo viên và học sinh, đảm bảo là 100% cán bộ giáo viên học sinh hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước. Tết Nguyên đán Mậu Tuất đã thật sự đến với vùng đất Nạm Păm. Những câu hát, những nụ cười giòn tan của đám học trò nghèo một lần nữa là chứng minh cho sự hồi sinh, cho sức sống mãnh liệt của vùng lũ.